Xin chào, xin chào cả nhà Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh youtube Hoa Kiển Kim Trang Hôm nay kênh youtube của em xin giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn Những cây bông trang tàu Thái Lai mà ảnh màu vàng cam là ảnh bị lan màu giữa màu đỏ và màu vàng Thành ra ảnh lan lan cái cánh hoa xung quanh á thì màu vàng ở chỗ giữa của cái cánh hoa thì ảnh màu cam cam đó là thực ra là ảnh lai giữa màu đỏ và màu vàng chứ không không phải là ghép nha cô chú anh chị đó cô chú anh chị thấy cái cánh hoa đó anh vàng rồi ảnh hơi hơi lan màu đỏ thành ra màu đỏ dưới màu vàng á ảnh lan với nhau thì sẽ ra màu cam vàng cam đó cô chú thấy cái màu ảnh như vậy đó nhiều khi ảnh sọc nửa cánh vàng nửa cánh đỏ nhìn là ra màu vàng cam đây, nguyên cái cây này hôm qua là em đã chốt cho khách rồi. Và hôm nay là chuẩn bị gửi cho khách hàng. Cây nào cũng một cốt hết nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nhìn thấy đó, ảnh màu hơi cam đó. Là ảnh lan giữa màu đỏ và màu vàng cái búp của ảnh là nhìn mình nhìn đầu tiên là mình sẽ thấy là màu vàng là nhiều rồi từ từ ảnh nở bung cái cánh ra anh mới lộ ra cái màu đỏ rất là đặc biệt nha cô chú anh chị cô chú anh chị thấy một cốt đó ảnh thoát thân lên xong rồi ảnh ra tàn ra nhánh cây nào cũng là từ ba bốn nhánh trở lên hết đây cây này là ảnh hiện lên màu cam nhiều nè nguyên cái bông luôn bông này là ảnh nở rất là xiên bông này vừa tàn là cái búp kia lên rồi bông lại nở lên tiếp rất là xiên bông liên tục liên tục bông luôn cái loại tàu thái lai này là chúng ta không cần phải kích hoa gì hết ảnh nở liên tục liên tục bây giờ hiện tại là đang nở nè rồi đúng miễn mà hoa kia tàn thì cái nụ kia sẽ lên là liên tục liên tục ngay tết là vẫn nở hoa bình thường nha cô chú anh chị và đây là cái cây màu đỏ một màu đỏ tươi luôn Cái bông này đang nở nè cô chú Cô chú thấy ở dưới cái chân uh, cây đó là cái cái nụ này nè Cái bông này nó nở bung rồi Ở trên là nụ 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 nhóc trơn Nó nở liên tục xen kẽ nhau Là trồng cây tàu thái lai này mình không có lo gì về hoa hết Hoa nở liên tục ở Cô chú anh chị uh, mua thì uh, đặt hàng qua số điện thoại của shop nha rồi cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video bye bye cả nhà hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo bye bye